của chúng ta đang có là chính nhì phải y phải khoa bảo ở cái của khan khan. Câu này giờ các bạn sửa thế nào? Em sửa là chính bả na bẩn hoa bao cái của khan khan. Đây, chúng ta sẽ sửa thành chính nhì bả na bẩn hoa bao cái của khan khan, hoặc là chính nhì bả chưa bẩn hoa bao, được chưa ạ? Quyển báo họa báo này họa báo kia chúng ta sẽ thay thế bằng các đại từ như là chưa, na, chứ mình không chỉ rõ là quyển nào đâu nhá, được chưa ạ? Đây là đây chúng ta sử dụng y là sai. Thế nhờ hôm trước có phần chú ý về phần này rồi, các bạn chú ý nhá. Câu số 2 tiếp nào, câu số 2 chữ thế nào nhỉ? Ý chế của mình, ý chế nam mấn khan chiên cua, bây giờ mình sửa hành gì? Ý chế của mấy khan cua thiên nam mấn. Đây, ý chế của mấy khan cua hoặc là mấy chiên cua thiên nam mấn. Được chưa nhỉ? Rồi, tốt, câu số 3 nào. Ngoài biên khấn nở, khoai bảo tay tròn tròn. Câu này mình sửa hành gì? Ngoài biên khấn lỏng khoai bả tay tròn sang. Đây, tròn sang, đằng sau nó sẽ là một một những xu hướng, một cái kết quả, đấy chứ ạ. Rồi chúng ta có tròn sang. Rồi ngoài biên khấn lỏng khoai bả tay tròn sang, ở bên ngoài rất là lạnh. Mau mặc áo khoác vào đi. Câu số 4 nào, vừa lái Trung Quốc đi khâu, khấn bả khấn đầu xẻ. Câu này sửa hành gì? Vừa lái Trung Quốc đi khâu, khấn xẻng khấn đầu. Đây, vừa lái Trung Quốc 以后, khấn xẻng khấn đầu. Rồi, tôi sau khi tôi đến Trung Quốc thì tôi rất là nhớ các bạn, nhớ bạn bè của tôi, hiểu chưa ạ? Câu số 5 nào. Tha nắng hơ hoán, ủ kính phía trước. Tha nắng hơ khơ hóa ủ phim khí chèo được. Thì nếu như mà câu này chúng ta vẫn sử dụng câu chữ bả thì mình nói thế nào nhỉ? Là tha nấng bả ủ phim khí chèo khơ hóa. Đây, tha nấng bả ủ phim khí chèo khơ hóa. Được chưa nhỉ? Tha nấng bả ủ phim khí chèo khơ hóa. Đây, để cho nhà động từ năng nguyện nấng chúng ta có thể đặt trước chữ bả. Được chưa nhỉ? Rồi, hay có thể uống hết 5 chai bia. Câu số 6 nào, mình chưa tao của khấn. Ủa khấn bảo ủa được cậu xí khoan. Rồi câu này nghe ngang quá nhờ, câu này mình sửa hành gì? Là lý chú tao ủa khấn xí khoan ủa được cậu. Ủa lý chú tao ủa khấn xí khoan cậu cũng được. Thế nhờ các bạn nói là ủa được cậu đều được, không có vấn đề gì hết. Rồi bạn bạn có biết không, hoặc là bạn biết là tôi rất là thích con chó của tôi. Rồi câu số 7, ủa khan chiên mà lì bà su sơ chinh chi lạ. Mình sửa thành Wo kan qian ma li jin shu she qu le. Rồi, tôi nhìn thấy Mary đi vào trong ký túc xá rồi. Câu số 8, wo lai bao Trung Quốc zai qian bu hui shu han yu. Rồi, tiếp nào. Wo lai Trung Quốc yi qian bu hui shu han yu. Mình có wo lai Trung Quốc yi qian bu hui shu han yu. Đây, khá khá. Trước khi tôi đến Trung Quốc thì tôi không biết nói tiếng Hán. Được chưa nhỉ? Rồi bài sửa đỗ sai các bạn làm rất là tốt. Câu số 9 nào. Dựa theo trường hợp thực tế các bạn sẽ sử dụng câu chữ bả để trả lời và đặt câu. Ở đây mình có câu số 1 nhá. U xử lý thai rửa. Ní xáng chỉnh phú ô yuán bảo không thiếu khai khai. Câu này mình sửa thành gì? Rồi câu số 1 này nhá. Chúng ta có thể nói là phú yuán chỉ nhìn bao của và khung thiếu tả khai, được chưa? Phú yuán chỉ nhìn bao của chính nhỉ, ở đây chúng ta dùng nhỉ thôi, chính nhỉ bao của và khung thiếu tả khai, được chưa? Đó, giúp tôi mở điều hòa lên. Rồi câu số 2, là sư yao để bà chua yê bẩn sự cấy tha. Nǐ hái mấy yǒu zuò wán chěn me duì lǎo shì shuò. Giáo viên thầy giáo thì yêu cầu bạn nộp cái quyển vở bài tập về nhà cho ông ấy. Bạn ấy vẫn chưa làm xong, làm sao nói như thế nào với thầy giáo nào? Hôm nay cô thấy có một bạn khá là hay, các bạn đã biết thêm lý do ở đây. Ví dụ mình có lão sư tuy bù chỉ chúa thiên của sinh bình bù nóng hái mấy yǒu zuò wán zuò yè khě yǐ bǎ có thể bả chuo ye bẩn zi mình thiên trao cái nỉ ma được, rất tốt, được chưa ạ? Cô thấy có một bạn viết như thế nhá.
Ý của na ná thôi chứ cô không nhớ chính xác là các bạn nói như thế nào, nhưng cô thấy bạn ấy có thêm được cái ví dụ vào, được thêm vào cái lý do vào là hôm qua mình bị bệnh mình không làm xong. Thì câu các bạn như thế rất là đầy đủ ý nghĩa, khi các bạn đi thi như thế thì giáo viên sẽ đánh giá câu đấy cao hơn, được chưa nhỉ? Hay các bạn nói một câu đơn giản thôi là work khởi và chưa như bình bẩn sự mình thiên trao cái tham mình thiên trao cái nỉ. Thì nhà tôi có thể nộp bài tập về nhà vào ngày mai không? Đó thì đều được nhá. Thì câu này dựa theo hoàn cảnh thực tế các bạn đặt như thế nào cũng được, miễn sao là đúng ngữ pháp và nó phù hợp với ngữ nghĩa là được, được chưa nhỉ? Câu số 3 chúng ta có để chú ý khó khăn chén à xéo chiều quân lý giao quân lý khoa sớm chén chấm số. Câu này thì đơn giản rồi, bạn đi ngân hàng đổi tiền thì cô gái hỏi bạn là đổi tiền gì, bạn nói như thế nào? Thì mình có của bà mấy nhóa khoản trường nhân民币 chẳng hạn, đó là cái gì? Tôi đổi nhân dân tệ sao? Tôi đổi đô la Mỹ sang nhân dân tệ. Của bà mấy nhóa khoản trường nhân民币. Rồi, câu số 4 thì mình có là cha của chưa sang ý vây là rắn xóa bà tha được thì bảo phan xa xỉ thì cha sang. Ta tha tư chỉ bù nấng phan xoan truy lý yao băng tha, lý yao băng chú tha, chấm một xua. Câu này mình có ví dụ như là dế dế hoặc là lão dế ông. Bên mình thấy là lão rắn mà. Ví dụ như là một ông đi, mình có lão dế, tôi có thể bang nỉ bả, tôi có thể bang nỉ bả thí bảo phan trai hoặc là phan sang truy. Đây chúng ta nên nói là phan sang truy nha. Tôi có thể giúp, tôi có thể hoặc là cháu có thể giúp ông đặt cái túi lên trên. Thế nhà tôi có thể bang nỉ bả thí bảo phan sang truy, đặt lên trên, lên phía trên, được chưa ạ? Phan trai xí nỉ xe sang. Đó, trên cái giá hành lý. Đấy là bài tập về nhà của mọi người nhá, ở bài số 9. Được chưa nhỉ? Rồi, hôm nay chúng ta đi học tiếp bài số 14. Hôm trước mình đang học dở. Thì hôm trước chúng ta học hết từ mới số 10 là cú giao chỉ rồi đúng không? Bạn xem đã, hôm trước chúng mình học hết cú giao chỉ rồi không? Nào các bạn có ghi vào không? Đúng rồi đúng không? Rồi thì hôm nay mình đi học tiếp nhá. Chúng ta có từ mới tiếp theo, từ mới số 11 mình có danh từ cụt hấu, xương. Cụt hấu, danh từ xương. Cụt hấu, xương. Cụ thấu danh từ xương. Ví dụ mình có này, xương gà mình có là chi cụ thấu. Chi con gà các bạn biết rồi đúng không ạ? Xương gà mình có chi cụ thấu. Cụ thấu là danh từ, các bạn nhớ nghĩa được chưa ạ? Xương. Nhà. Rồi, ở đây mình có câu này nhá. Các bạn suy nghĩ xem câu này các bạn dịch như thế nào.
我妈把鸡骨头全用来煮汤了。Các bạn nhìn trong mục chat nhá, cô gõ trong mục chat cho các bạn nhá. Câu này các bạn sẽ gì là gì? Của ma bà chi củ thấu chuyến nhưng lại chủ thao là nào. Của ma bà chi củ thấu chuyến như lại chủ thao là chị ơi, em cứ để chắc ở ngoài tất cả. nào, cô này các bạn gì là gì? Để tôi dùng toàn bộ xương gà để nấu canh. Đúng rồi, mẹ tôi đem toàn bộ xương gà để nấu canh. Đó, hoặc là mẹ tôi lấy hết xương gà để nấu canh rồi. Đó, thì củ thấu ở đây các bạn dùng nghĩa như thế nhá. Danh từ các bạn nhớ nghĩa thôi, được chưa ạ, là xương. Ví dụ mình có câu là của ma và chi củ thấu chuyến dùng lại chủ thang là được chưa nhỉ? Rồi, từ mới tiếp theo chúng ta có từ mới số 12, mình có bu khảo ý sự, à, xấu hổ, ngại. Bu khảo ý sự, xấu hổ, ngại. Từ này có một nghĩa nữa, đấy là xin lỗi, dùng trong trường hợp lịch sự. Khi các bạn muốn hỏi một điều gì đó thì bạn có thể sử dụng bu khảo ý sự. Được chưa ạ? Đó, bu khảo ý sự, xấu hổ, ngại và xin lỗi. Nó khác với tuy phu chỉ. Tuy phu chỉ là mình có lỗi thì mình phải xin lỗi người ta thì mình sử dụng tuy phu chỉ nhá. Còn bu khảo ý sự là mình xin lỗi theo kiểu lịch sự để mình làm phiền họ một điều gì đó, mình xin lỗi làm phiền nhường đường này, hay làm phiền hỏi một vấn đề gì đấy thì các bạn sử dụng khảo ý sự. Được chưa ạ? Khảo Anh em vẫn nhìn thấy slide là slide bài tập của cô. Ồ, vẫn chưa nhìn thấy slide à? Ồ, rồi đi cháu không tí. Bạn nhìn thấy chưa? Còn quá. Rồi. Khảo ý sự. Được chưa ạ? Thế là ví dụ mình có này. Khảo ý sự khai khẩu. Đấy các bạn thì là gì? Khảo ý sự khai khẩu. Ngại mở miệng. Khó mở lời. Đúng không ạ? Ngại mở miệng, khó mở lời.
Mình có này. Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi. Có rất là đơn giản. Tôi đến muộn rồi. Đó. Hãy bu khảo ý sư nha. Hay mình có này, bu khảo ý sư, chi hờ nây đà xuế, chấm mực chồng. Hoặc là mình có bu khảo ý sư, hờ nây đà xuế, chấm mực chồng. Thật ngại quá. Hoặc là xin lỗi, Đại học Hà Nội đi như thế nào. Nói thì trong trường hợp này các bạn xin lỗi một cách lịch sự để hỏi đường. Hay để hỏi một vấn đề gì đấy cần sự trợ giúp thì các bạn sử dụng đến câu hỏi ý sự. Được chưa ạ? Xin lỗi. Hoặc mình có câu hỏi ý sự. Chỉnh răng là xin lỗi, nhường được một chút. Được chưa ạ? Được, lúc này chắc các bạn ở hàng dưới các bạn được học rồi. Câu hỏi ý sự. Chỉnh răng là hoặc là răng ý răng để được. Được chưa ạ? Đó, xin lỗi. Xin nhường đường. Được chưa ạ? Đó, thì trong trường hợp đấy thì phụ khảo lịch sử các bạn sẽ dịch là xin lỗi nha, trong trường hợp lịch sự. Rồi, từ mới số 13 mình có phó từ cố ý, cố tình. Cố ý, cố tình. Cố ý, cố tình. Ui, cố tình. Đó, một câu mình nghe rất là quen này. À, chân phúc hỏi ý sử, vô bú sư cú ý đỡ. Là gì nhỉ? Không cố tình. Xin lỗi hoặc là thật ngại quá, không phải xin lỗi ở đây mình lên gì là xin lỗi nhất hoặc là thật ngại quá. Không phải là tôi cố tình, được chưa ạ? Chưa phục hỏi ý sự của bố sư quy đó. Rồi, hay mình có là một câu dịch Việt chung nào. Bạn đừng giận, anh ấy không phải là cố ý đâu.
Nào, bạn đừng giận, anh ấy không phải là cố ý đâu. Chúng ta có. Là gì các bạn? Là mình giận. Không phải là cố ý đâu. Sao có đấy thì đơn giản mà. Chúng ta có. 你不要生气，他不是故意的。 你不要生气，他不是故意的。 Được chưa ạ? Đấy là cách dùng của cố ý nhá. Được chưa nha? Rồi đấy là về từ cố ý. Từ tiếp theo từ số 14 thì mình có ai? Thán tử ai? Nhà mình có thể là ừ, ạ, à, dạ vâng, trời ơi. Tùy vào trường hợp là các bạn dịch nhá. Thán tử ai? Ai thán tử? Được chưa ạ? Thán tử thì các bạn nhớ thế nha. Rồi, từ mới tiếp theo mình có danh từ chiến bao, ví tiền. Chiến bao, ví tiền. Chiến bao, ví tiền. Danh từ chiến bao, ví tiền.
Tiền bao, ví tiền. Ví dụ mình có tha được chiến bao bê rắn ná chẩu lở. Tha được chiến bao bê rắn ná chẩu lở. Câu đấy các bạn dịch là gì? Tha được chiến bao bê rắn ná chẩu lở. Câu đấy dịch là gì nào? Ví tiền của anh ấy bị lấy đi rồi. Ví tiền anh ấy bị người khác lấy mất rồi. Đây là lá trở là đấy nhỉ, lấy đi rồi. Đó, chén bao danh từ các bạn nhớ nghĩa đây nhá. Cách sử dụng tương tự, lượng từ của nó thì sử dụng với cưa, được chưa nhỉ? Ra về chiến bao nhá. Rồi từ mới số 14 là giới từ ra, để cho hoặc là bị cho phép. Từ này hôm trước cô giới thiệu rồi, nó vẫn nằm trong cấu trúc của câu bị động, có thể thay thế cho pay, nhưng bắt buộc một điều khi các bạn sử dụng với ra thì bắt buộc phải có tân ngữ ở đằng sau. Được chưa ạ? Nhá. Còn cách dùng thì tương tự, thay thế cho pay được, nhưng bắt buộc phải có tân ngữ đi kèm. Được chưa nhỉ? Nên ở đây dùng trong câu bị động thì các bạn có thể dịch là bị. Nhá. Để cho phép. Đó, đây nha, cách dùng tương tự thôi, vẫn nằm trong cấu trúc của câu bị động giống như pay nhá, nhưng nhớ là sử dụng với rang thì bắt buộc phải có tân ngữ đi kèm. Mình có này. Câu này các bạn dịch là gì này? Ta la chờ wo, bu rang wo chờ. Nào, câu này mình dịch là gì nhỉ? Anh ấy đang kéo tôi, không cho tôi đi. Anh ấy cứ giữ tôi, không cho tôi đi. Rồi. Ta la chờ wo, bu rang wo chờ. Dạ.
Đây nhỉ? Đó, thế là về răng nhá. Từ 10 số 15 thì các bạn có danh từ xẻo thâu, tên trộm hoặc là kẻ cắp. Xẻo thâu, danh từ tên trộm hoặc là kẻ cắp. Xẻo thâu, tên trộm hoặc là kẻ cắp. Và các bạn có thêm động từ thâu, nó là trộm. Đó. Xẻo thâu, tên trộm, kẻ cắp. Và mình có động từ thâu, nó là trộm, ăn trộm. Rồi, thì bây giờ các bạn suy nghĩ cho cô này nhá. À, tên trộm kia thì đã trộm mất ví tiền của anh ấy rồi. Trộm mất ví tiền của anh ấy rồi. À, tên trộm kia đã trộm mất ví tiền của anh ấy rồi. Nó cứ kéo sau thì chi ồ, oh, ở đây mình có thể sử dụng câu chữ bảo mà. Nếu là câu chữ bảo thì bổ ngữ kết quả của việc trộm mất rồi thì các bạn sử dụng từ gì? Nào. Đại ý mà Phương nói là nó đúng rồi. Nhưng nếu bây giờ chuyển thành câu chữ bảo thì mình nói như thế nào? Mình có Na cư xẻo thâu bả tha được chiến bao. Thâu chẩu là trộm mất rồi. Đó, ná chẩu là lấy mất rồi. Đó, thì đây các bạn sử dụng bổ ngữ kết quả là chẩu nhá. Được chưa ạ? Thâu chẩu là Na cư xẻo thâu bả tha được chiến bao. Thâu chẩu là đó, tên trộm kia đã lấy mất, đã trộm mất ví tiền của anh ấy rồi. Na cư xẻo thâu và tha được chiến bao thâu chẩu là chưa ạ?
Nhìn trên nhỉ? Rồi. Từ mới tiếp theo mình có ghi tao gặp phải. Ghi tao gặp phải. Ghi tao gặp phải. Nguy tạo và phải. Động từ. Để thế ạ. Rồi. Giờ các bạn suy nghĩ cho cô này. Đấy là hôm qua ở trên phố thì tôi bắt gặp tôi gặp phải một người bạn cũ. Hôm qua ở trên phố tôi gặp lại một người bạn cũ. Của nhân xe sang của ghi ta cho là đúng không? Thế thì nếu như mà chúng ta có một danh từ chỉ địa điểm thì bắt buộc phải sử dụng giới từ trai chứ đúng không? Mình có là chúa thiên của trai chia sang ghi ta thì cưa là hồng nhau. Rồi mình có hay là hôm qua thì tôi ở trên phố, hoặc là mình có tôi bắt gặp một người bạn cũ ở trên phố trên đường, được chưa ạ? Rồi chúa thiên của trai chia sang như ta ý cơ lào hầu nhỏ. Chứ ạ. Chú thiên trai chia sang ghi tao với cơ là phòng nhậu. Được chưa nhỉ? Ngoài ra mình có thể nói là ghi tao khó khăn, gặp phải khó khăn, gặp phải trở ngại. Đó. Ghi tạo gặp được chưa nhỉ? Rồi, từ mới tiếp theo mình có giới từ treo. Cũng tương tự nhá, treo cũng có thể sử dụng trong câu bị động là be, được chưa ạ? Ngoài ra nó còn có nghĩa là gọi, kêu, bảo.
Như nhỉ? Treo hôm trước cô cũng nói rồi, treo tương tự như rang. Khi các bạn sử dụng với treo trong câu bị động thì các bạn bắt buộc phải có tân ngữ đi kèm. Treo, bị, gọi, kêu, bảo. Có thể sử dụng trong câu bị động, bắt buộc phải có tân ngữ đi kèm. Bây giờ các bạn suy nghĩ cho cô câu đấy là xe của tôi thì bị anh trai lái đi mất rồi. Nào, xe của tôi bị anh trai lái đi mất rồi, dùng với treo mình nói thế nào nhỉ? Nào, cô đây nói thế nào? Tôi sẽ treo cơ quả khai chi là khai chảo là của tôi chưa treo cơ quả khai chảo là xe của tôi bị anh trai lái đi mất rồi. Rồi, từ mới số 19 chúng ta có động từ lín, thấm hoặc là dầm ướt, thấm ướt, dầm ướt, lín. Lín, thấm ướt, dầm ướt. Để xem nhỉ.
Rồi, từ mới tiếp theo mình có lùa thang chi, ướt như chuột lột. Lùa thang chi, ướt như chuột lột. Lùa thang chi, ướt như chuột lột. Lửa than chi ướt như chuột lột. Chưa nhỉ? Từ 10 số 21 thì các bạn có cấu trúc sư tượng, tựa như hoặc là giống như, dùng để so sánh hoặc nói rõ hai tình huống giống nhau. Sư tượng. Thì các bạn sẽ có cấu trúc đấy là xiang sơ mơ sơ mơ sư tượng. Ôi, như chữ sư chưa sai. Ồ, để cô xem lại một chút nào. Xiang sơ mơ sơ mơ sư tượng. Các bạn nhìn trong đúng rồi, sư này đang sai nhé. Các bạn nhìn trong phần mục chat của cô nhé. Xiang sơ mơ sơ mơ sư tượng. Đó chính là giống. Con nhanh đi là nó sẽ bị nhảy chữ. Xiang sơ mơ sơ mơ sư tượng. Được chưa ạ? Ví dụ bây giờ mình có này, lín tợ xiang lùa thang chi sư tợ. Lín tợ xiang lùa thang chi sư tợ. Ước như chuột lộ. Đấy nhỉ? Đó. Dầm ướt, thấm ướt như chuột lộ. Lín tợ xiang lùa thang chi sư tợ. Cấu trúc xiang ?什么什么 sư tợ. Đấy là cấu trúc chung nha các bạn nhá. Được chưa ạ? Dùng để so sánh hoặc nói rõ hai tình huống nó giống nhau. Xiang shen me shi de. Đó, ví dụ mình có lín tợ xiang lùa thang chi sư tợ, ướt như chuột lột. Hay mình có nhá, tiểu trương giống như một con gió chạy đến. Đó, hay mình có tiểu trương như một cơn gió chạy đến như một cơn gió. Các bạn sử dụng cái cấu trúc xiang sư tợ thì các bạn nói như thế nào?
Tiểu trương giống như một cơn gió chạy đến, hay là tiểu trương chạy đến như một cơn gió? Với cấu trúc xem, sư tử thì các bạn nói như thế nào? Nào, câu này các bạn đặt được không? Chạy đến như một cơn gió. Chúng ta có Xiao Zhang xiang yi chen feng shi de hao gu lai. Đó, tiểu chương chạy đến như một cơn gió. Xiao Zhang xiang yi chen feng shi de hao gu lai. Được chưa ạ? Đây là cấu trúc cố định. Xiang shen me shi de, giống cái gì? Đấy ạ, thì đấy là về sư tợ, các bạn cần nhớ nhá. Từ mới số 22 chúng ta có sư, tính từ ẩm, ướt. Sư, tính từ ẩm, ướt. Sư, tính từ ẩm ướt.
Rồi từ mới tiếp theo mình có thâu, tính từ thẩm thấu, xuyên qua. Thâu, tính từ thẩm thấu, xuyên qua. Thâu, tính từ thấm, xuyên qua. À, ví dụ mình có mình tự xin của khan thâu là mình tự xin của khan thâu là tâm can bạn tôi nhìn thấu hết. Để thấy ạ, tâm bạn tôi nhìn thấu hết rồi. Mình tự xin của khan thâu là dạ thâu, thấu, xuyên qua. Được chưa nhỉ? Rồi từ mới số 24 thì mình có danh từ sở tu, thủ đô. Sở tu, thủ đô. Sở tu, thủ đô. Rồi, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, câu đấy mình nói là nào, các bạn đang nói để luyện phản xạ nào. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, câu đấy là gì nào? Hà Nội là Việt Nam của thủ đô. Đây, Hà Nội là Việt Nam của thủ đô. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Để chứ ạ, danh từ sở tu rất dễ. Thủ đô.
Từ mới số 25 mình có danh từ chi chẳng ở nhà hát. Chi chẳng nhà hát. Chi chẳng nhà hát. Chuyên trọng nhà hát, danh từ các bạn nhớ nghĩa. Từ mới tiếp theo thì mình có sư chi, danh từ tài xế, lái xe. Sư chi, nó cũng là một danh từ chỉ nghề nghiệp, các bạn sử dụng tương tự, thế nhỉ? Tài xế, lái xe. Sư chi, tài xế, lái xe. Từ mới số 27 mình có động từ la, lôi, kéo, đưa. La, lôi, kéo, đưa. Và giữ nữa. Ví dụ mình có tha la trợ của. Anh ấy cứ giữ tôi, anh ấy giữ tôi, anh ấy kéo tôi. Tha la trợ của. Là động từ, được chưa ạ? Lôi, kéo, đưa, giữ. Từ 10 số 28 thì mình có danh từ chi chẳng, đó là sân bay. Chi chẳng, sân bay. Chi chẳng, sân bay. Danh từ.
Tôi phải đi sân bay đón anh ấy. Lúc đấy nói thế nào? Tôi chi chẳng chia tha. Đây là tôi phải đi sân bay đón anh ấy. Tôi giao chi chi chẳng chia tha. Tôi giao chi chi chẳng chia tha, được chưa ạ? Chi trả sân bay cái danh từ, các bạn nhớ nghĩa cách dùng tương tự thôi. Rồi, từ mới tiếp theo mình có khở chỉ, đáng giận. Khở chỉ, đáng giận. Khở chi đáng giận, mình có khở xiao đáng cười, chưa ạ? Khở xiao đáng cười. Từ mới số 30 chúng ta có xoan mình, bói toán. Xoan mình, bói toán. Xem bói. Xoan mình. Xem bói. Đó, ví dụ mình có nỉ xoa minh xoa tở thỉnh cú chùa, đúng không ạ? Bạn xem bói đi xem cũng khá là hay, khá là đúng.
Khẩn phú chùa, không tồi đúng không ạ? Xoan mình, xem bói. Được chưa nhỉ? Từ 1631 thì mình có duyên chỉ, vận khí, duyên chỉ, vận khí. Duyên chỉ, vận khí. Thế thì duyên chi mình có nhá, khảo duyên chi, hiểu duyên chi hay là duyên chi khảo thì nó đều mang nghĩa là vận khí tốt hay là may mắn, được chưa ạ? Khảo duyên chi bằng với hiểu duyên chi và cũng bằng với duyên chi khảo đều có nghĩa là vận khí tốt hay là may mắn. Dạ. Rồi, từ mới tiếp theo mình có sả, ngốc, ngu ngốc, tính từ. Sả, ngốc, ngu ngốc. Sợ ngu ngốc. Rồi, thế bây giờ mình có câu này nhé, các bạn suy nghĩ là câu này. Bạn thật là ngốc, sao có thể tin vào bói toán được? Nào, bạn thật là ngốc, sao có thể tin vào bói toán?
Nào, câu này đọc thế nào nhỉ? Trân trọng cho mơ sản sinh Phan Minh. Chúng ta có bạn thật là ngốc, sao có thể tin vào bài toán? Thì câu đầy đủ chúng ta sẽ là để trân trọng sở mơ nấng sang xin Phan Minh, đúng nhỉ? Sao mà có thể tin vào bài toán sở mơ nấng sang xin Phan Minh, để trân trọng sở mơ nấng sang xin Phan Minh. Sợ ngốc từ giới hạn lý chân sợ chỉ muốn nắng xeo xin soi mình. Được chưa nhỉ? Từ mới số 33 mình có động từ khoa, đó là tiêu. Khoa, tiêu, dùng có thể dùng cho là thời gian này, hoặc là tiêu, chi tiêu. Rồi, bên mình có hoa chiến, tiêu tiền, hoa sứ chiên, đó, dùng thời gian ở việc gì đó, được chưa ạ? Ví dụ mình có là chúa thiên, của hoa lên 300 khoai chiến, mãi lên 1000 máu y. Nào các bạn nghe câu đấy các bạn sẽ dịch là gì? Chúa thiên của khoa là sa bại khoai chiến mãi lời chiến máu y. Hoa thì tôi mua cái áo len 300 tệ. Hôm qua tôi mua áo len hết 300 tệ, hoặc là mình có thể dịch luôn một chút thì mình sẽ dịch là hôm qua tôi dùng hết, hoặc là hôm qua tôi tiêu hết 300 tệ để mua một cái áo len. Được chưa ạ? Chúa thiên của khoa là 300 khoai chiến, mãi là 1000 máu y.
hoa. Dạ, chú Thiên, bố hoa là 300 khoai chiến, mải là 1 màu y. Đó, thế là khoa nhá, dùng thời gian hoặc là chi tiêu tiền bạc. Từ mới tiếp theo, từ mới số 34, chúng ta có sâu phiền, bị lừa. Sâu phiền, bị lừa. Sâu phiền, bị lừa. Rồi, bản thân từ sâu phiền nó là một từ bị động rồi, được chưa? Nó mang ý nghĩa bị động rồi nên các bạn không sử dụng với pay nhá. Được chưa? Sâu phiền, bị lừa. Ví dụ mình có nỉ sâu phiền à? Chờ mơ mãi chưa mơ quay. À, bạn bị lừa rồi, sao lại mua đắt như vậy? Được chưa? Thì bản thân từ sâu phiền nó đã mang ý nghĩa bị động rồi nhá. Ví dụ nỉ sâu phiền à? Chờ mơ mãi chưa mơ quay. Được chưa? Rồi hôm nay chúng ta học đến từ mới sâu phiền nhá, hôm sau chúng ta học tiếp. Được chưa? Bài tập về nhà của tuần này sẽ của hôm nay sẽ không có, các bạn về nhà sẽ viết từ mới thôi. Được chưa? Hôm sau chúng ta học tiếp học bài khóa và mình sẽ cùng nhau làm bài tập. Được chưa nhỉ? Buổi sau này có thể chúng ta sẽ học lần sang bài số 15, thế nên là các bạn xem trước bài số 15 ở nhà giúp cô nhá. Được chưa nhỉ? Còn hôm nay mình sẽ học đến từ sâu phiền, bị lừa. Về nhà các bạn sẽ viết từ mới và ghi nhớ tất cả các từ mới, cách dùng của ngày hôm nay chúng ta được học. Được chưa ạ? Hỏi tợ, mình bắt đầu. Chai chia.